cả nhà mình một ngày chỉ chủ nhật thật là đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Bữa nay là ngày 4 tháng 8 niên Canh Tý, cũng có đi quê mình của cha mẹ mình. Nghe nói cha mình cũng mới mua trên đại cái máy ép cái cây này, nghe nó cũng hay lắm. Đó là cái cây mà để vô ép một hồi thành nước cho nó cả nhà, ghê không? Không, chạy mạnh ghê chưa? Đó. Giờ xong ly mà xài nè, rồi mình giờ ra mình để tới tiếp tục là xô lũ đi. Xô lũ hai trái hồng, xô lũ đi. Chạy mạnh quá. Thank you.
thấy nhồi nhồi nó dâng lên, không có đặn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, rất tuyệt vời. Giờ mình sẽ để nó hồng lên.
áo cho chơi thiếu thôi. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Nhìn cái 4 ly mà nước ép trái cây sương tố rất là tuyệt vời không? Chắc chưa mà nói chung là nắng hốc mà có một ly này còn gì bằng nữa cả nhà. Món lạnh không cả nhà? Đó bây giờ là Tuấn sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cái Tuấn nha. Để mình mời cha với mẹ mình ra rồi uống luôn. Hành trình nãy giờ là Tuấn về đây thăm cha mẹ thì sẵn thấy cha mới mua cái máy ép nước trái cây rồi sẵn đây cái mình thử cái máy cho nên như thế nào. Sẵn đây mình chưa có nhà thêm rồi ra được cho là 4 ly sinh tố gì nên giờ Tuấn mời cha mời mẹ rồi mời em rồi mời cả nhà cùng thưởng thức cái Tuấn nha. Đầu tiên năm nay mình bốn bé tổ chức mới uống nước cái chai ghép cái cây mà ba loại nghe chưa uống thiệt đó, thế nào mình cũng chưa uống là chưa uống nó đột á, mình ăn thì nó khó ăn rồi chưa uống chưa mua lấy được rồi ngon quá rồi. Nếu mà uống ngọt á, uống ngọt để đường vô nó ngon hơn, ví dụ mình uống mà nó vừa thì nó để sữa thì nó ngon rồi đó. Này uống ngọt thì cũng ngon chắc ngon rồi đó, ngon rồi. Ơi buồn nó đổ. Cái chương trình của Tuấn về thăm cha mẹ rồi sẵn đây cho các bạn thấy cha mình mua cái máy mà ép trái cây đó. Nếu bạn nhà cảm thấy video có hay thì nhớ đăng ký, chia sẻ, nhấn chuông để ủng hộ Tuấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.